cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì sao chúng sanh trụ bồ tát thừa không có phương tiện thiện xảo phật dạy này thiện hiện nếu chúng sanh trụ bồ tát thừa từ khi mới phát tâm không có phương tiện thiện xảo tu hành bố thí ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo tu hành tịnh giới ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo tu hành an nhẫn ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo tu hành tinh tấn ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo tu hành tịnh lự ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo tu hành bát nhã ba la mật đa thì này thiện hiện chúng sanh trụ bồ tát thừa này khi tu hành bố thí nghĩ thế này ta tu hành bố thí người kia nhận của ta bố thí ta cho vật như vậy khi tu hành tịnh giới nghĩ thế này ta giữ giới giới là đối tượng ta giữ ta thành tựu giới ấy khi tu an nhẫn nghĩ thế này ta tu an nhẫn kia là đối tượng ta nhẫn ta thành tựu nhẫn ấy khi tu hành tinh tấn nghĩ thế này ta tu tinh tấn ta vì tinh tấn này ta đủ tinh tấn ấy khi tu tịnh lự nghĩ thế này ta đang tu định Ta vì tu định này, ta thành tựu định ấy, khi tu bát nhã nghĩ thế này, ta đang tu tọa, ta vì tọa này, ta thành tựu tọa ấy. Lại nữa thiện hiện, chúng sanh trụ Bồ Tát thừa này, khi tu bố thí, chấp có bố thí này, chấp do bố thí ấy, chấp bố thí là ngã sở, rồi sanh kiêu mạn. Khi tu hành tịnh giới, chấp có tịnh giới ấy, chấp do tịnh giới này chấp tịnh giới là ngã sở rồi sanh kiêu mạng khi tu hành an nhẫn chấp có an nhẫn ấy chấp do an nhẫn này chấp an nhẫn là ngã sở rồi sanh kiêu mạng khi tu tinh tấn chấp có tinh tấn ấy chấp do tinh tấn này chấp tinh tấn là ngã sở rồi sanh kiêu mạng khi tu tịnh lự, chấp có tịnh lự ấy, chấp do tịnh lự này, chấp tịnh lự là ngã sở, rồi sanh kiêu mạn. Khi tu bát nhã, chấp có bát nhã ấy, chấp do bát nhã này, chấp bát nhã là ngã sở, rồi sanh kiêu mạn. Vì sao? Vì trong bố thí ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như sự phân biệt kia vì sao vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của bố thí ba la mật đa trong tịnh giới ba la mật đa không phân biệt như thế cũng chẳng như sự phân biệt kia vì sao vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của tịnh giới ba la mật đa trong an nhẫn ba la mật đa không phân biệt như thế cũng chẳng như sự phân biệt kia vì sao vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của an nhẫn ba la mật đa trong tinh tấn ba la mật đa không phân biệt như thế cũng chẳng như sự phân biệt kia vì sao vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của tinh tấn ba la mật đa trong tịnh lự ba la mật đa không phân biệt như thế cũng chẳng như sự phân biệt kia vì sao vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của tịnh lự ba la mật đa trong bát nhã ba la mật đa không phân biệt như thế cũng chẳng như sự phân biệt kia vì sao vì chẳng phải đến bờ bên này bờ bên kia là tướng của bát nhã ba la mật đa